qua, cuộc thi Miss World Việt Nam năm 2022, Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2022 đã chính thức khởi động và nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. 61 người đẹp xuất sắc nhất đã được gọi tên để bước vào vòng chung khảo, dự kiến diễn ra vào tháng 4 đến tháng 5 sắp tới. Và ngay từ vòng sơ loại của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam năm 2022, rất nhiều gương mặt đã được gây chú ý và được đánh giá cao sẽ là ứng cử viên sáng giá trong ngôi vị cao nhất. Trong đó thì người đẹp Lương Hồng Xuân Mai, sinh năm 1999, được đánh giá là nhân tố nổi bật trong số đó. Ngoài sở hữu chiều cao 1m73 và hình thể chuẩn 80-60-94, cùng với gương mặt xinh đẹp, Xuân Mai còn ghi dấu ấn bởi thần thái và catwalk chuyên nghiệp. Được biết, Lương Hồng Xuân Mai, sinh năm 1999, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, vừa tốt nghiệp khoa thanh nhạc Trường Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Cô là con lai ba dòng máu, Nhật, Trung và Việt. Và đặc biệt, nhiều người còn ví Xuân Mai có nét đẹp hào hào hoa hậu đẹp nhất Cao Bằng, Lương Thùy Linh. Và nói về cơ duyên đi với Miss World Việt Nam năm 2022, Xuân Mai chia sẻ, cô không chủ động mà do người bạn thân gửi hồ sơ rồi mới báo lại với cô. Thú thực thì trước đó cũng có nhiều người khuyên mình đi thi Hoa hậu, nhưng mình thuộc tiếp người không nghĩ xa hay là biết định hướng cho bản thân. Mình chỉ biết đi học và đi làm khi có job đến thôi. Tuy nhiên sau mùa dịch vừa qua thì mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn trong việc học lẫn công việc. Có nhiều thời gian suy nghĩ hơn, mình mới bắt đầu nghiêm túc nghĩ về hai chữ tương lai. Mình tự đấu tranh trong đầu rằng nên theo đuổi ước mơ hay là an phận làm công ty bình thường thôi. Có một hôm thì bạn mình thông báo là đăng ký thi ảnh online Hoa hậu Hoàn Vũ cho mình rồi, vì cái tội nó nói mãi mà mình không chịu đi thi. Mình thì nghĩ bản thân mình chưa đủ kinh nghiệm để tham gia Miss Universe, cho nên cuối cùng mình cân nhắc và lấy hết can đảm đăng ký chính thức cuộc thi đầu tiên là Miss World Việt Nam năm 2022, Xuân Mai chia sẻ. Xuân Mai cho biết chưa có nhiều kinh nghiệm đi thi sắc đẹp cho nên chưa chuẩn bị được nhiều. Cô nghĩ chỉ cần là chính mình và dùng tài năng thể hiện bản thân một cách tốt nhất là sẽ là ưu điểm ở trong mắt ban giám khảo. Người đẹp chia sẻ không đặt bất kỳ mục tiêu sẽ đạt thứ hạng nào tại Miss World Việt Nam năm 2022. Cuộc thi Miss World Việt Nam năm 2022 đã chính thức khởi động để tìm người xứng đáng kế nhiệm Hoa hậu Lương Thùy Linh. Trong hàng ngàn hồ sơ trên khắp đất nước gửi về, thì ban tổ chức sẽ tìm ra những người xuất sắc nhất tiếp tục hành trình chinh phục vương miện. Hãy cùng theo dõi blog giải trí để cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến hành trình chinh phục vương miện của các thí sinh tại cuộc thi Miss World Việt Nam năm 2022 này bạn nhé. Đến đây thì video của chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.